Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo đảm an toàn lĩnh vực chăn nuôi trước, trong mùa mưa lũ, nhằm góp phần duy trì và nâng cao giá trị ngành nông nghiệp. Bước vào mùa mưa lũ năm 2024, các sở ngành, phòng, trạm chức năng cùng các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng tránh lũ lụt chu đáo cho đàn vật nuôi gia súc, gia cầm. Ngoài các giải pháp phòng trừ dịch bệnh, thì công tác bảo đảm chuồng trại cao ráo, tránh ngập nước, tránh gió lùa là những vấn đề được các địa phương và người chăn nuôi chủ trọng. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi trước và trong mùa mưa lũ. Gia đình anh Nguyễn Huy Thất ở thôn Trung Đơn, xã Hải Định, huyện Hải Lăng là một hộ nuôi bò được hơn 10 năm nay. Hàng năm, từ nuôi bò đã đem lại nguồn thu nhập cho gia đình anh hơn 50 triệu đồng. Dù nằm ở vùng thấp trũng, thường bị ngập lụt, nhưng đàn bò 5 con của gia đình anh Thất luôn phát triển tốt. Đó là nhờ xây dựng mô hình chuồng trại chống lũ. Ở địa phương tôi là một cái vùng thấp trũng, mưa là chỉ cần một ngày một đêm là nước lũ sẽ dâng lên. Nhưng mình muốn bảo đảm được cái đàn bò của mình á, thì mình phải làm chuồng trại cao hơn cả cái nhà ở của mình. Và từ đó cái năm 2020 thì lũ trong lũ, nhưng mà đàn bò gia đình tôi là bảo đảm được an toàn. Hàng năm, bên cạnh sản xuất cây lúa, xã Hải Định chú trọng đáng kể đến lĩnh vực chăn nuôi. Hiện nay toàn xã Hải Định có gần 400 con trâu bò, 1.500 con lợn và gần 20.000 con gia cầm. Hàng năm, giá trị thu nhập từ chăn nuôi chiếm gần 30% giá trị kinh tế nông nghiệp của xã. Để lĩnh vực chăn nuôi luôn phát triển tốt, an toàn, ngoài tạo nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng dịch, xã Hải Định đã hỗ trợ mỗi mô hình 2 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại cao ráo phù hợp với vùng thấp trũng nhằm tránh những thiệt hại cho vật nuôi trong mùa mưa lũ. Trong thời gian tới thì với cái mô hình này ấy, là có hiệu quả thì chúng tôi là tiếp tục tuyên truyền vận động và kêu gọi các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ các cái mô hình là chăn nuôi phòng chống lụt bão tại là địa phương xã Hải Định để rồi bà con là tăng cái đàn vật nuôi để tạo thu nhập thêm cho hộ gia đình và phát triển kinh tế bền vững cho là xã nhà trong thời gian tới. Là một xã nằm ở vùng thấp trũng huyện Hải Lăng, hàng năm xã Hải Quế thường bị ngập nước dài ngày trong mùa mưa lũ. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chăn nuôi của nhân dân. Trước thực trạng đó, để đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển tốt, ít hao hụt và tránh được các dịch bệnh trong mùa mưa lũ, Ủy ban Nhân dân xã Hải Quế đã chỉ đạo cán bộ thú y, các hợp tác xã trên địa bàn thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của trạm chăn nuôi và thú y huyện về cách chăn nuôi, phòng bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa lũ. Ngoài chú trọng xây dựng hệ thống chuồng trại cao ráo phù hợp với vùng thấp, thì công tác tiêu độc khử trùng đã được thực hiện tốt nhất. Nhờ vậy, qua nhiều mùa mưa lũ, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn xã Hải Quế vẫn được duy trì và ổn định số lượng đàn trâu bò gần 350 con, đàn lợn gần 950 con và đàn gia cầm 15.800 con. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, thì chúng tôi đã chỉ đạo các hợp tác xã, thôn, hộ gia đình thực hiện đầy đủ các giải pháp hướng dẫn của trạm chăn nuôi thú y như tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, dự trữ thức ăn, nước uống. Đối với trâu bò, chúng tôi chỉ đạo bà con chăn nuôi xây dựng chuồng trại cao ráo, tránh ngập nước, không thả rong trong mùa mưa bão và giá rét. Đối với đàn gia cầm nên xuất bán trước mùa mưa lũ, vì đây là vật nuôi dễ thiệt hại trong lũ lớn. Đồng thời che chắn chuồng trại kín gió, có sưởi ấm, không nên cho thức ăn bị hư hỏng hay lên men. Trạm chăn nuôi và thú y huyện Hải Lăng cho biết, hiện nay toàn huyện có tổng đàn trâu bò hơn 5.500 con, đàn lợn hơn 30.000 con và khoảng 500.000 con gia cầm. Để đàn vật nuôi trên địa bàn phát triển tốt và an toàn trong mùa mưa lũ, Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y phối hợp với các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện bằng nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Trong đó đặc biệt là công tác phòng chống đói, rét và phòng dịch trong mùa mưa bão cho đàn gia súc gia cầm. Ngoài tuyên truyền bằng văn bản, loa phát thanh ở các địa phương, cán bộ của trạm chăn nuôi và thú y huyện Hải Lăng đã trực tiếp về các trang trại, gia trại chăn nuôi để kiểm tra, giám sát tổng đàn, tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi. Việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn vật nuôi trước, trong mùa mưa lũ là việc làm cấp thiết của huyện Hải Lăng, giúp người dân chủ động bảo vệ tài sản và vật nuôi của gia đình mình. Trạm thường xuyên chỉ đạo với các địa phương thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Việc thứ hai nữa là tổ chức tiêm phòng tất cả các loại vaccine cho đàn vật nuôi để đảm bảo cái an toàn dịch bệnh. Cái việc thứ ba nữa là chăm sóc nuôi dưỡng tốt cho đàn vật nuôi, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng để đảm bảo cái an toàn dịch bệnh. Việc thứ tư nữa là gia cố chuồng trại, che chắn gió, rồi gia cố lại chuồng trại để đảm bảo cái an toàn trong cái mùa lũ. Nhằm khôi phục lĩnh vực chăn nuôi sau ảnh hưởng từ các đợt lũ lụt lịch sử năm 2020 và các đợt dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi trong những năm qua, huyện Triệu Phong đã có nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích các địa phương, các tổ hộ, gia đình xây dựng nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi có quy mô lớn, gắn với chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, toàn huyện Triệu Phong có tổng đàn trâu bò gần 9.500 con, đàn lợn 36.000 con, đàn gia cầm gần 900.000 con và một số vật nuôi khác. Hàng năm, công tác chăn nuôi luôn được thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn. Đặc biệt là trước và trong mùa mưa lũ, ngoài chú trọng chuồng trại, thức ăn và chăn thả, thì công tác tiêm phòng các loại vaccine phòng dịch cho đàn vật nuôi được cán bộ thú y từ huyện cho đến các xã thực hiện đạt tỷ lệ cao. Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, tuyệt đối không chăn thả vật nuôi ở những cái khu vực bị ô nhiễm, chủ động triển khai công tác giám sát để phát hiện sớm, kịp thời và xử lý những cái trường hợp vật nuôi bị bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm như là bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng. Đồng thời thì báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y biết để xử lý theo quy định. Đặc biệt là không được giết mổ, mua bán, vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, tính đến cuối năm 2024 này, tổng đàn trâu bò trong toàn tỉnh là gần 85.000 con, đàn lợn gần 250.000 con và đàn gia cầm hơn 4 triệu con. Với số lượng tổng đàn vật nuôi khá lớn, nên việc chăn nuôi, phòng bệnh luôn được các cấp ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chú trọng. Trong đó đáng kể nhất là công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, chống đói rét trong mùa đông. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng đã kịp thời phối hợp cùng các địa phương, huyện, thị xã và thành phố triển khai nhiều biện pháp, cử cán bộ thú y trực tiếp về tận các địa phương, các trang trại và hộ gia đình, hướng dẫn người nuôi cách chăm nuôi và phòng bệnh cho đàn vật nuôi trước và trong mùa mưa bão. Trong đó chú trọng việc tiêm phòng, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc và gia cầm. Để chủ động phòng chống cho đàn vật nuôi trong mùa mưa lũ, thì chi cục cũng đã đề nghị bà con nông dân, thứ nhất là tăng cường cái công tác kiểm tra cái chuồng trại chăn nuôi, kịp thời gia cố những cái chuồng trại có nguy cơ bị đổ gãy trong cái mùa mưa bão. Đối với những chuồng nuôi mà thấp thì như vậy, ẩm thấp thì như vậy cũng tôn cao nền. Đối với những chuồng nuôi có mái che không đảm bảo thì cũng phải có cái gia cố chắc chắn để đảm bảo trong mùa mưa lũ chuồng trại không bị đổ hắt mưa hắt vào chuồng. Bên cạnh đó thì như vậy cũng phải chủ động cái căn cứ vào cái đàn vật nuôi của mình thì như vậy chủ động dự trữ cái thức ăn để đảm bảo cho đàn vật nuôi sử dụng trong ít nhất là 15 ngày. Nước uống thì cũng tương tự như vậy, cũng phải đảm bảo chủ động cái đường nguồn nước uống cho đàn vật nuôi trong mùa mưa lũ ít nhất là 15 ngày. Đồng thời là tổ chức cái việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh để giúp cho đàn vật nuôi có cái sức đề kháng trong cái thời gian mưa lũ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cuối năm nay thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài. Do đó, việc chủ động công tác đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trước và trong mùa mưa lũ là việc làm cấp thiết và hữu hiệu của tỉnh Quảng Trị cùng các ban ngành, các địa phương nhằm đảm bảo tốt cho đàn vật nuôi phát triển theo đúng kế hoạch, tạo nguồn thu nhập và góp phần nâng cao giá trị trên lĩnh vực nông nghiệp theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.